Dạ vâng, Shop Hoàng Anh Săn Bẫy xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác. Chúc các bác ngày mới vui vẻ và tốt lành. Thì ở cái video giới thiệu sản phẩm hôm nay thì em cũng gửi tới các bác những cái bộ phụ kiện nhằm thay thế. Khi các bác mua loa, sử dụng loa trong thời gian dài thì một số bộ phận hoặc là điều khiển có vấn đề, thì khi đó các bác liên hệ với Shop bên em sẽ cung cấp những cái phụ kiện thay thế nhằm các bác đảm bảo độ chính xác, rồi đảm bảo độ an toàn, đảm bảo đúng hàng các bác nhé. Thì bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình cái bộ sản phẩm này thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video. Bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Thì bên nhà em gửi hàng ship COD toàn quốc. Các bác đặt hàng khi hàng đến kiểm tra hàng ok mới phải thanh toán các bác nhé. Ngoài ra không phải đặt cọc bất kể một đồng nào. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết về những cái bộ phụ kiện mà dành cho những cái dòng loa điều khiển từ xa, dành cho các bác đam mê săn bẫy các bác nhé. Thì đầu tiên là những cái dòng điều khiển dành cho Q92, Q93, AT100 và AT101 các bác nhé. Hàng này là hàng mới, hàng mới. Vừa rồi thì bên nhà em cũng nhập một số phụ kiện và rất là nhiều dành cho các dòng loa các bác nhé. Cái này thì em xin nhắc lại là nó dành cho Q92, Q93, AT100, AT101 để có thể dùng được các bác nhé. Thì bên cạnh đó thì là đi theo một cái pin điều khiển trong loa, pin trong điều khiển các bác nhé. Pin này là pin của Nokia, có dung lượng là BL5C. Dung lượng của cái quả pin này rất là lớn các bác nhá. Khi các bác sạc một lần các bác có thể là đi đánh từ 1 tuần đến 12 13 ngày các bác nhá. 1 tuần đến 12 13 ngày là có thể là mới hết quả pin điều khiển này các bác nhá. Thì bên cạnh đó thì là cái dòng điều khiển dành cho những loa E76, loa ZIE898, VKS898 các bác nhá. Những cái dòng điều khiển này thì là có thể là thay thế được cho những cái dòng loa mà em vừa nói các bác nhá. Thì bên cạnh nó thì có pin dành cho điều khiển những cái dòng loa E76, ZIE898 rồi VK898 là dùng cái quả pin như thế này các bác nhá, pin tiểu. Pin này không sạc được các bác nhá. Khi các bác dùng một lần mà hết pin là các bác bỏ. Thì cái quả pin này thì bên nhà em bán cũng rất là rẻ thôi các bác nhá. Có 10.000 đồng một quả thôi các bác nhá. Thì ngoài những quả pin điều khiển này ra thì bên nhà em còn có pin dự phòng trong loa các bác nhé. Ví dụ như quả này là dành cho VK898, E76. Ngoài ra còn có cả AT100, AT101, Q92 và Q93 thì đều có pin các bác nhé. Có dòng pin dành cho những cái dòng loa đấy các bác nhé. Ngoài ra thì còn có pin dự phòng. Pin dự phòng, đây là cái quả pin dự phòng đấy các bác nhé. Đặc điểm của quả pin dự phòng này thì nó có hai đầu dây kết nối. Khi các bác mua về thì một đầu là các bác cắm trực tiếp vào loa, còn đầu kia là các bác cắm chân sạc các bác nhá. Khi dùng hết thì các bác cắm chân sạc vào. Đây ạ, đây là hai chân của nó đây. Phân biệt rõ ràng. Thì cái quả pin này bên nhà em cũng rất là nhiều, bán thì cũng rất là rẻ các bác nhá. Ngoài những quả pin dự phòng trong loa hoặc là pin dự phòng thì bên nhà em còn có những cái dây sạc để dành cho loa các bác nhá. Dây sạc loa thì đầy đủ các loại E76, VK898, ZIE898 các bác nhé. Đầy đủ các loại luôn. Khi các bác nào mà mua hàng thì các bác cứ nói rõ thông tin loa là em sẽ chọn cho các bác một cái sạc phù hợp. Thì ngoài sạc của loa ra thì còn có sạc của điều khiển các bác nhé. Dòng cái dây này là sạc điều khiển của cái loại Q92, Q93, AT100 và AT101 các bác nhé. Thì ngoài những cái dòng này ra thì bên nhà em còn bán những cái điều khiển như của âm ly này các bác này. Điều khiển của âm ly hoặc là những cái miếng côn để thay thế cho những cái loa phóng các bác nhá. Đầy đủ các loại. Bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình những cái bộ sản phẩm này ấy, thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video các bác nhá. Thì bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Còn bác nào mà muốn xem hàng trực tiếp ấy, thì kết bạn với cái số Zalo 0971425733 để được xem hàng trực tiếp và được tư vấn trực tiếp các bác nhé. Bác nào mà thấy cái video này hữu ích thì hãy đăng ký, hãy chia sẻ video để tránh những bỏ lỡ những cái video em giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video.